Chào các bác ạ, là em Thành Auto. Thế thì ngày hôm nay em Thành Auto sẽ làm cho các bác một cái clip gọi là so sánh cái chi phí mà để bảo dưỡng một chiếc xe xăng với một chiếc xe điện, xem chiếc xe điện có thực sự là rẻ hơn xe xăng nhiều hay không các bác nhé. Thế thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái phép so sánh rất là đơn giản giữa con VF34 và chiếc VinFast Fadin. VinFast Fadin là một dòng xe thuộc phân khúc hạng A, còn đâu VF34 là thuộc một dòng xe thuộc phân khúc hạng C trừ các bác nhé. Thế thì hai chiếc xe này nó thuộc cùng, nó đã khác phân khúc rồi. Thế thì các bác hình dung ra là nếu mà nó cùng phân khúc thì chiếc xe xăng phân khúc hạng C và một chiếc xe xăng thuộc phân khúc hạng A nó sẽ có cái chi phí bảo dưỡng sẽ chênh lệch nhau nhé. Nhưng đây em mới so sánh với một chiếc VinFast Fadin thôi. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến các cái hạng mục bảo dưỡng của chiếc VinFast Fadin. Các cái hạng mục bảo dưỡng của các chiếc xe VinFast Fadin ở cái mốc đầu tiên, mốc 7.500 cây thì có thể là kiểm tra cái bộ lọc điều hòa, kiểm tra là buji, rồi là hấp thụ khí xả đường ống hơi. Đây các bác có thể nhìn qua nhé. Chiếc VinFast Fadin thì sẽ thay dầu ở mốc 7.500 hoặc là 6 tháng tùy điều kiện nào đến trước. Thế thì ở đây là các cái hạng mục mà chiếc VinFast Fadin sẽ phải kiểm tra ở các cái mốc bảo dưỡng. Đấy, mốc bảo dưỡng cấp 4 đây là gọi là mốc bảo dưỡng cấp lớn nhất. Đấy, các bác nhìn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sang là cái các hạng mục bảo dưỡng của chiếc VinFast VF34. Thì chiếc VinFast VF34 thì sẽ phải 12.000 cây hoặc là 12 tháng thì chúng ta mới phải bảo dưỡng ở một mốc. Mốc tiếp theo là 24 tháng hoặc 24.000 cây. Như vậy là về cái thời gian để mà bảo dưỡng chiếc VinFast VF34 nó đã có sự chênh lệch rồi. Một chiếc Fadin là 6 tháng bảo dưỡng một lần, nhưng chiếc VF34 12 tháng chúng ta mới phải bảo dưỡng một lần các bác nhé. Đấy. Hoặc là 7.000 hoặc là 12.000 cây, 7.500 cây. Trong khi chiếc VF34 đây 12.000 cây chúng ta mới phải bảo dưỡng một lần. Đấy, các bác nhìn nhé, các cái hạng mục bảo dưỡng này. Đầu tiên thì chúng ta ở mốc 12.000 cây chỉ cần bảo dưỡng lọc thay mới là lọc gió điều hòa, kiểm tra điều chỉnh và thay mới nếu cần, nếu dầu phanh, rồi nước làm mát cho pin động cơ điện và kiểm tra hệ thống treo trục chuyển động khớp cầu vân vân. Đây là những cái hạng mục bảo dưỡng chung rồi. Đấy. Thế đến mốc 24.000 cây thì chúng ta mới phải thay dầu phanh và bảo dưỡng hệ thống pin chìa khóa điều khiển. Đấy. Tức là thay mới pin chìa khóa điều khiển. Đấy, con nhìn nhá. Đến tận 72.000 cây mới phải thay pin bộ T-Box. Thế thì đây là các cái hạng mục bảo dưỡng của chiếc VinFast VF34. Thế tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái tiền công cũng như là cái chi phí bảo dưỡng của chiếc VinFast Fadin ở cái mốc 7.500 cây. Thì tính toán ở đây là gọi là tạm tính tham khảo thôi. Thì mức đầu tiên là phải thay dầu máy nó hết 742.000. Lọc dầu hết 223.000, vật liệu phụ là 20.000, công bảo dưỡng định kỳ 7.500 cây là 260.000. Tổng chi phí thành thân tổng chi phí bảo dưỡng lần 1 sẽ là 1.984.000. Đây là dự kiến gọi là tham khảo. Tuy nhiên thì có một số chỗ thì chỉ tầm mất tầm độ 1.5 triệu hoặc là triệu tư thôi. Thế thì ở đây là em đang liệt kê ra là dự kiến nhá. Đây em tính các cái chi phí bảo dưỡng rất là đơn giản ngắn gọn được các bác thôi. Thế thì ở cái mốc 7.500 cây thì chi phí vật tư hết 1.081.700, giá công bảo dưỡng là 250.000. Đấy. Thế thì sau 120.000 km thì tổng cái tiền chi phí vật tư chúng ta sẽ mất khoảng tầm 36 triệu và giá công bảo dưỡng hết 4.5 triệu nữa. Thế thì vị chi là chúng ta hết khoảng tầm 40 triệu 500 nghìn đồng cho chiếc VinFast Fadin khi mà chúng ta bảo dưỡng ở mốc 120.000 km, tương đương với lại 12 vạn. Thế ở đây là một cái quyết toán bảo dưỡng cho chiếc VinFast VF34. Đây, cái chiếc VinFast VF34 này các bác có thể nhìn thấy ở đây là tổng cái chi phí bảo dưỡng sau mốc 12.000 cây là 904.000 đồng ạ. Và như vậy thì lũy kế lên
Tổng cái chi phí bảo dưỡng chiếc VinFast VF E34 cho 40.000 cây là khoảng tầm 4,4 triệu. Và chi phí bảo dưỡng cho chiếc VinFast VF E34 đến lũy kế đến 120.000 km đầu tiên 12,7 triệu đồng là cái mốc dự kiến. Trong khi chiếc E34 ở chiếc Fadin thì sao ạ? Tổng lên đến 40 triệu 500 nghìn đồng. Các nhân lên đi ạ. Nó gấp hơn 3 lần. Hơn 3 lần so với lại chiếc VF E34. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy là sử dụng xe điện sẽ rất chi phí nuôi của chiếc VinFast chiếc xe điện thì nó sẽ rẻ hơn so với lại chi phí nuôi của một chiếc xe xăng rất là nhiều. Đấy, em đã tính liệt kê cho các bác rất là kỹ và cụ thể tất cả những cái hạng mục cần bảo dưỡng của một chiếc xe điện và một chiếc xe xăng, so sánh và đưa ra cái kết luận là chiếc xe điện nó chi phí bảo dưỡng nó chỉ bằng có khoảng tầm chưa đến 1 phần 3, thậm chí là 1 phần 4 so với lại một chiếc xe xăng các bác nhé. Ở VF E34 với Fadin là rất là khập khiễng đấy ạ. Bởi vì một chiếc thuộc phân khúc hạng C trừ, một chiếc thuộc phân khúc hạng A. Đấy, mà nó đã có sự chênh lệch như vậy rồi. Thế thì các bác hình dung là xe điện chắc chắn sẽ là một cái xu hướng trong tương lai. Chúng ta hãy thay đổi cái quan điểm sử dụng cá nhân của mình. Hãy chuyển đổi dần từ những chiếc xe xăng sang những chiếc xe điện để vì một cái tương lai sạch đẹp, xanh sạch đẹp, môi trường xanh sạch đẹp, đúng không ạ? Bởi vì ít nhất là chiếc xe xăng khi chúng ta nổ máy lên thì hệ thống khí thải ra môi trường nó đã gây ra rất là nhiều các cái hệ lụy ngay lập tức. Nhưng những chiếc xe điện thì chắc chắn sau này các cái công ty sản xuất ô tô họ sẽ phải có, hoặc là công ty sản xuất pin họ sẽ phải có những cái phương pháp để mà tái chế sử dụng pin. Nhưng bây giờ khí thải ra môi trường là không thể tái chế được rồi các bác nhé. Ví dụ những chiếc ô tô nổ máy hay những chiếc xe máy nổ máy nên là đã gây ra một cái lượng khí thải khá là lớn, đặc biệt là khi các bác đi ở trên đường Hà Nội hay là trên thành phố Hồ Chí Minh thì cái lượng khí thải một ngày do những cái phương tiện giao thông đẩy ra ngoài thị trường nó rất là lớn các bác nhé. Nên là chúng ta hãy thay đổi cái cách thay đổi cái quan điểm của mình và thay đổi về cho mình cách sử dụng xe. Chúng ta hãy lựa chọn những cái dòng xe điện để thay thế dần những cái dòng xe xăng các bác nhé. Và đặc biệt là những cái chính sách bán hàng của xe điện bây giờ đang rất là lợi thế so với xe xăng, khi mà nhà nước đang loại bỏ 100% phí trước bạ trong vòng 3 năm. Đấy. Xong rồi sau đó thì hết 3 năm thì những chiếc xe điện tiền thuế trước bạ chỉ bằng có 50% so với xe xe xăng thôi ạ. Rất là hợp lý đúng không ạ? Nhà nước đang khuyến khích chúng ta chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Vâng. Thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc xe ô tô điện VinFast thì hãy nhanh tay nhanh chân nhấc máy lên gọi ngay cho em Thành Auto theo cái số 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn cũng như là báo giá đầy đủ cho các bác chi tiết thông qua Zalo. Các bác quan tâm đến bất kỳ dòng xe nào của VinFast, em Thành Auto đều hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Còn bây giờ có lẽ em Thành Auto xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Tôi xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.